9 giờ sáng, một ngày bình thường như 19 năm trước, bước vào nghề lái xe container. Anh Phạm Văn Đại, sinh năm 1976, quê Kiến Thụy, Hải Phòng, lại thực hiện công việc của mình sau một đêm dài chở hàng, quay về điểm xuất phát. Kiểm tra toàn bộ xe, sau đó nâng nắp cabin, kiểm tra động cơ sau một đêm làm việc vất vả. Công việc cứ lặp đi, lặp lại, nhưng đối với anh Đại thì lại không hề nhàm chán. Vì từ ngày bước vào nghề lái xe container, chiếc xe đã là ngôi nhà, là người thân của anh. Cái lái bây giờ đấy thì lại không thích lái ban ngày mà lại lái về ban đêm thì rất vắng. Vì lượng xe bây giờ rất là đông. Mà nếu như lái ban ngày thì thường là hay bị tắc ở các điểm bị thắt lút. Thế còn nói về lái đêm thì tuy là ngủ nghỉ thì nó không được ra giờ ra giấc nhưng mà lại rất là nhàn, thông đường. Thế còn về trộm thì báo cáo với anh là bây giờ cũng giảm đi nhiều rồi. Trước đây thì báo cáo với anh là trộm là rất là lắm. Thế khẽ làm ngủ một cái là họ là tháo gương, tháo đồ. Nếu họ tháo mất hộp đen thì là mất rất nhiều tiền, khoảng 50 triệu. Còn những đồ lặt vặt là cũng phải 2 đến 5 triệu. Ví dụ như là gương và mặt ga lăng, đèn đóm, dây hơi, dây điện. Báo cáo anh thế. Gắn bó với nghề, anh Đại chia sẻ rằng muốn phương tiện an toàn, điều bắt buộc đối với lái xe là phải luôn chăm chút phương tiện trước khi vận hành. Và cũng để vận hành an toàn, người lái xe phải được quan tâm chăm sóc về sức khỏe, cũng như bữa ăn và giấc ngủ phải đầy đủ trước mỗi hành trình. Như nghề xe công thì cái vất vả thì nó cũng rất nhiều cái vất vả, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải yêu nghề. Nhưng mà nói đúng ra một phần đầu tiên phải khỏe, nếu mà biết lái xe này rồi nhưng không khỏe thì không thể làm được. Thế còn vất vả thì nó cũng có lúc vất vả, nhưng mà quan trọng yêu nghề thì khi mình yêu nghề rồi thì đúng cũng không thích gì nghề khác nữa. Như tôi đây thì nếu mà tôi đi lái xe này thì tôi thích lắm, về nhà chỉ cần một hôm nhưng xong lại thích đi ngay. Mà còn công việc thì thực sự ra thì cũng không phải vất vả lắm. Hôm nào mà lái quá dài thì hôm đấy hơi thèm ngủ một tí thôi. Còn công việc thì báo cáo với các anh là theo tôi đấy thì là yêu nghề thì làm rất thích, chứ không gì vất vả cả. Còn nói chung là tắc đường thì là hơi bí bách một tí. Còn nếu mà lái mà đường xá thông, xe pháo mình chăm sóc ngon lành thì lái rất nhàn. Cùng nghề lái xe container như anh Đại, anh Nguyễn Văn Hải, 44 tuổi, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng, cũng đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề. So với những ngành nghề khác, thì lái xe container khá đặc thù, chủ yếu là hoạt động vào ban đêm. Lý do đặc biệt này được anh Hải chia sẻ. Container là phương tiện vận tải lớn, khá cồng kềnh, hoạt động vào ban ngày khá vất vả vì xe lưu thông lớn nên có nhiều rủi ro về tai nạn giao thông. Container thì nó phải quán xuyến là rất là nhiều việc, vào cảng vào kiếc, xong là vào cảng lấy công, xong là đi giao hàng các công ty, nên là rất là vất vả. Chứ không như những xe tải quan kia, xe tải quan thì người ta vào những nhà máy xí nghiệp thì nó cũng dễ hơn. Đấy, nó không như xe công của chúng tôi là nó to mà nó rất là cồng kềnh nên là rất là khó, vất vả. Phải có đạo đức với nghề nghiệp và phải coi trọng tất cả những người cùng tham gia giao thông với mình như người thân, người bạn bè của mình cùng tham gia với mình. Để lúc nào cũng phải trong trái tim và khối óc của mình là phải bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người xung quanh và cho chuyến hàng mà mình vận chuyển. Hơn nữa là mình cần phải áp dụng các cái thiết bị công nghệ để cùng đánh giá năng lực của lái xe. Rồi hàng năm đưa ra các báo cáo để biết được là cái phương tiện đó vận chuyển hàng hóa như thế nào, người lái xe điều khiển phương tiện đó ra sao. Đấy, có vượt quá tốc độ, có vi phạm thời gian lái xe là 4 tiếng liên tục và 10 tiếng trong ngày hay không. Đấy, sử dụng các cái trang thiết bị như là thiết bị giám sát hành trình, camera hành trình cũng như là camera giám sát lái xe theo nghị định 10 mà chính phủ yêu cầu để giám sát cũng như bảo đảm cho cái phương tiện của mình
cũng như người lái xe của mình luôn luôn là tham gia an toàn giao thông là trên hết. Người chọn nghề chứ không phải nghề chọn người. Lái xe container dường như đã và đang trở thành lẽ sống đối với nhiều người. Họ gắn bó không chỉ vì cuộc sống mưu sinh để lo cho gia đình, mà đó còn là sự đam mê, yêu nghề.